Ủa? À chà. Cứu với, sao lại teo rồi? Nhưng không có ai ở đây cả. Siêu anh hùng đi đâu hết cả vậy? Tất chảy ra hết ra đây. Ôi không. Cô làm gì ở đây thế Sam? Tôi đang cố triệu hồi các siêu anh hùng và xin chữ ký mà. Mọi người sẽ ghen tị lắm cho mà xem. Vậy cậu định gọi ai thế? Tớ muốn gọi ninja rùa. Chà, tớ biết một người có thể giúp cậu đó. Thật hả? Tớ chụp một tấm với họ được không Suzy? Tớ nghĩ là được chứ. Siêu ơi, tớ bỏ lỡ gì sao? Các anh hùng của tớ đâu? Đâu có, cậu vừa đúng lúc luôn, họ đây nè. Gì đây? Tớ tưởng cậu nói về siêu anh hùng thật sự chứ. Ai cũng có thể là anh hùng chứ bộ. Cả nhà muốn xem ảo thuật không nào? Wish. Tên tên, hãy like nếu thích trò này nhé. Có lẽ là thế, nhưng tất cả là họ không xịn bằng ninja rùa gốc đâu. Để xem tí nữa cậu có thay đổi suy nghĩ không nhá. Giờ là mặt nạ thôi. Mặt nạ có ích gì đâu, cậu có thể biết ngay các cậu ấy là ai mà. Tụi mình sẽ dùng chút đất sét trắng và đen. Đây, trộn lại nhá. Hãy nhào thật là kỹ trong khoảng 10 phút nhé. Liệu có hiệu quả không Su? Khó chứ. Với lại tụi mình cũng có kinh nghiệm làm mới đồ chơi mà. Ok, em bé này sẽ trở thành chú rùa nào vậy? Tất cả là Michelangelo. Xem mẹ ơi, cậu nói sai tùm lum. Chán à? Cô nàng là Donatello, phiên bản LOL đấy. Gọi em mới là Donna nhé. Thế thì cô nàng thông minh nhất hội nhỉ? Tớ thách cô ấy sửa xe đạp của tớ. Cậu không tin tưởng năng lực của họ sao? Tất cả là những bé búp bê này sẽ làm cậu bất ngờ cả hội đây. Những bé hả? Có mỗi một búp bê đó mà nã thôi mà. À hả, vậy ta dùng chút phép màu nhá. Whoosh. Ta-da, xem mình xem vẻ ngoài mới của các bạn ấy nè. Vậy thì ai cũng có thể làm siêu anh hùng rồi, ngay cả một bé sai màu hồng. Mơ đi, tụi mình còn nhuộm da xanh cho các bạn ấy mà. Rachel ơi, làm thôi. Rachel là Raphael nhỉ? Chuẩn. Cậu sẽ nhuộm da các bạn ấy thế nào? Để chị tô cho các em màu xanh lá đỉnh nhất nhá. Rachel ơi, em sắp trở thành rùa rồi đó, chuẩn bị tinh thần nhá. Siêu gì đây, Rachel không vui khi cậu tách đầu cô nàng khỏi thân đâu. Tớ sẽ gắn lại sớm thôi, tránh ra nếu cậu không muốn bị rơi màu xanh nhá. Ôi không, lại thành phô mai. Rachel ơi, hãy cấu lên màu sắc thực sự của tụi mình nào. Giờ chúng ta có thể thêm chút kết cấu da và đốm đen vào thân. Như thế này, tuyệt vời. Tớ đến để kiểm tra tình hình đây, để xem tụi mình có gì nào. Kiểu da bỏ sát và lớp ngụy trang xịn sò. Tớ phải nói rằng bạn búp bê này rất có tiềm năng để trở thành ninja đấy. Chà, nhẹ nhõm ghê chưa? Rachel, giờ chúng ta nhuộm tóc cho em nhé. Ừ, tớ có nhiều ý tưởng lắm, tụi mình tô màu hường đi. Tớ không muốn làm cậu buồn đâu Semi, nhưng tóc của bé cũng có màu xanh lá. Tụi mình vẫn phải làm phụ kiện và vũ khí nữa. Lúc ấy những màu sắc khác sẽ hữu dụng. Tớ có cách nhanh hơn để tạo ra búp bê LOL đột biến đó. Chất nhảy phóng xạ tới nè. Đùa cho thôi cả nhà. Chẳng có chất nhảy phóng xạ nào ở đây đâu. Nhớ like nếu các bạn thích video nhé. Giờ búp bê LOL đã sẵn sàng cho bước tiếp theo rồi. Đi nào. Tuyệt vời, buộc tóc và kẹp tăm đỏ trong ngầu ghê. Cả nhà ơi, hãy dùng cọ để không vô tình quẹt vào mặt búp bê nhé. Và tô thêm mảng sáng trên tóc bé bằng màu xanh lá vàng nè. Nhưng tớ có thể cố tình tô màu đó nha. Nếu cậu muốn tô thì hãy lấy cái cài tóc này nè. Đây. Cậu định làm tớ phân tâm hả chứ? Nhưng cậu đã thành công rồi đó. Tụi mình tô Rachel xong rồi. Mọi người ơi, đây là Michelle đó. Thêm chút mảng xanh đen vào tóc của em nè. Đừng lo nhé các nàng, đến lượt tụi em được tô màu rồi đấy. Em này đã sẵn sàng, và các em khác cũng thế. Các bé phải đợi một xíu mới chuyển qua bước tiếp theo được nhá. Chúng mình lại cần đất sét để làm trang phục siêu anh hùng nữa rồi. Ban đầu nó mềm, nhưng sau đó sẽ cứng lại và trở thành một bộ giáp đỉnh của chóp. Tuyệt. Chúng ta làm áo giáp từ slime được mà. Tụi tớ cũng rất là bá cháy đấy. Chăm sóc các bạn rùa đã nhá. Làm luôn nè. Chú chó mà ơi, cậu sẽ dùng màu vàng kim hả? Chuyển tiếp đi bộ. Đúng là vàng kim xem ạ, nhưng trước tiên phải xử lý các chi tiết nữa. Cả nhà có nghe thấy không? Chú lúc nào cũng giữ lời hết, mọi người cũng nên noi gương nhá.
Khi đất sét khô, chúng ta sẽ tô màu như thế này. Đây là một cái khóa kéo màu bạc ánh kim. Hai màu sắc này hợp nhau quá đi mất. Nói ít làm nhiều nói siêu gì, búp bê Elabel đột biến không thể đợi thêm đâu. Rồi rồi, tôi biết mà, tại có người cần các bạn ấy giúp đỡ chứ gì. Có biết không siêu? Cứu, làm cả nguy hiểm. Lần này là thật hả? Nó đang đuổi theo tớ này. Sao rồi, hình như cậu cắt đuôi được kẻ tấn công rồi thì phải. Nhưng hắn bị trượt chân lắm. Ê, xin chào siêu anh hùng. Ủa, mai rùa của con nào đâu rồi? Cậu có thể làm giáp cho những bé khác, còn tớ sẽ làm mai rùa. Ok nhá siêu, tớ sẽ trở lại sớm thôi. Tớ vẫn đang theo dõi cậu đây. Tụi mình nhanh tay lên một tẹo để Sam khỏi rất ruột nhá. Phần mai gồm nhiều lớp khác nhau á. Giờ làm nó thật hơn chút nào. Siêu ơi, cậu làm mai rùa ổn không thế? Hơi bị tuyệt luôn, tụi mình có thể thử luôn rồi đấy. Lại thành phố mai, giờ nhìn các cậu ấy như những chai rùa xịn sò á. Chỉ còn em này thôi, ngầu như trái bầu luôn. Cả nhà có thấy điểm khác biệt không ta? Không biết chú có thấy không nhỉ? Xem mi khéo tay quá mọi người ạ. Xem ký hiệu này nè, quá chất luôn. Chú ơi, tôi cũng tô màu một cái cài tóc rồi nè. Tuyệt vời ông mặt trời. Wow, tất cảm ơn. Vậy tụi mình làm cho xong cái mai của cô nàng nhé. Trong lúc cậu bạn ta đã làm luôn cả vũ khí rồi nè. Cậu không thể chiến đấu bằng tăm bông đâu. Cậu nên tạo ra một món gì đó nguy hiểm hơn đi. Đã rõ thừa sensei chú, tôi sẽ nghe theo lời khuyên này. Cả nhà ơi, tôi thích thành quả quá. Nếu mọi người cũng thế thì nhớ like nhá. Tụi mình phải nhanh tay lên, nguy hiểm đang cận kề đó. Nguy hiểm nào cơ? Trước bụng rỗng của tớ nè, tớ đói xỉu rồi. Tớ có món này cho cậu đây. Đất xe hả? Là pizza, món ninja rùa thích nhất á. Có một cái pizza thật trong tủ lạnh đấy. Tuyệt, đợi tớ một tẹo. Bạn nhỏ này sẵn sàng rồi. Và tụi mình nên gọi lên Leonardo phiên bản LOL là gì nhỉ? Hay là Lia nhá. Chà Lia ơi, để chị mang các bạn em lại nhá. Hấp. Sammy ơi, vũ khí của các bạn ở đâu rồi? Ôi là trời, pizza đã điều khiển chiến đấu của tớ nên tớ chưa làm xong. Thế sao? Ít nhất thì món này cũng đã sẵn sàng để chiến đấu rồi. Donna ơi của em nè, em luyện tập được rồi đó. Và đây là... tớ hoang mang quá. Là cô nhị khúc. Nó có hình dạng thế này nè. Tớ sẽ làm một cái nữa. Hấp, chuyển nào. Wow, xong xuôi. Hát chà, chắc cái này không phải làm từ vòng cổ của tớ chứ Sammy nhờ. Săn màu vào là nhìn y như thật luôn á. Cậu thích cái con của tớ không? Ha, chuẩn bị đi nào. Tớ cũng có vũ khí này Sam lấm lĩnh. Tới công chuyện luôn. Chú ơi, tụi mình còn phải làm một món nữa. Lần này tớ chịu thua đây. Chuẩn, không thể để Rachel bị thiếu vũ khí được. Cô ấy sẽ có một cặp dao găm. Và thanh gương là của... con nhỉ không? Của... Các cô gái sẽ tự chia nhau mà. Ok. Siêu gì ơi, chiếc pizza thật đã truyền cảm hứng cho tớ làm phiên bản đất sét. Nhìn ngầu quá ta. Yay! Tặng mỗi bạn ninja bé xinh một miếng này. Hấp. 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 Và xong xuôi. Cả nhà ơi, các siêu anh hùng đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Bắt đầu thôi. Nàng ơi, tránh đường nào, tôi muốn chụp ảnh selfie. Dịch ra một tẹo nào. Ok là. Có vẻ cậu là đội trưởng của nhóm siêu anh hùng mới toanh này. Chuẩn, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng cần ai cứu mình cả. Một tấm nữa nhá. Ok. Giờ ta đã có ảnh chụp với ninja rùa LOL rồi. Ảnh độc nhất vô nhị đó nha.
Thế thì cậu cần sư phụ chuột chỉ dạy cách nhá. Này, mọi người đâu rồi? Tụi thành phố Mai, chúng ta có cả sư phụ Splinter này, nhưng tụi mình gặp rắc rối tẹo. Các bạn rùa mất tích rồi, họ sợ chuột ư? Tôi nghĩ các siêu anh hùng cũng có điểm yếu nhỉ. Nếu các bạn thích video hôm nay thì hãy like và đăng ký kênh của tụi tớ nhá. Hãy trở thành người hùng của chính mình nhá. Tạm biệt.